Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là vấn đề liên quan đến Bắc Hàn. Kim Jong-un vừa thử thêm một vài hỏa tiễn tầm ngắn và có thể có cả tầm trung. Thì đảng Dân Chủ lên tiếng liền, bảo Donald Trump đã thất bại đối với Kim Jong-un. Họp hai lần rồi, cuối cùng Kim Jong-un vẫn thử hỏa tiễn. Tổng thống Donald Trump bảo cái chuyện thử kệ đó, nó có quyền thử, nó có đạn, nó có quyền bắn. Còn vấn đề mà nó gây hấn làm cái chuyện khác. Tôi vẫn tin tưởng Kim Jong-un là một người không dám có những cử chỉ gây hấn đối với Hoa Kỳ, mà là một người luôn luôn có một cái thiện chí để có thể giải giới nguyên tử. Và họ hiểu Donald Trump hơn ai hết. Mà thật, bởi vì quý vị biết rằng là ngay cả Tàu Cộng có nguyên tử còn không dám đụng đến Mỹ cơ mà. Nữa là đệ tử cỡ như Kim Jong-un. Thì bắn một vài quả cho nó vui để lấy le, để mà làm dọa hàng xóm thôi. Ta đây cũng có bom nguyên tử, ta đây cũng có hỏa tiễn lên lục địa. Nhưng sự thật, Kim Jong-un hay là Tàu Cộng đều không dám hó hé. Bằng chứng, Tổng thống Donald Trump bây giờ vẫn chủ trương là phải Kim Jong-un vứt đi hết nguyên tử mới nói chuyện. Thì vừa rồi Kim Jong-un đã phải nhảy qua bên Putin để xin Putin nhắn lời, mở lời với Tổng thống Donald Trump. Vì Kim Jong-un biết Tập Cận Bình đối với Tổng thống Donald Trump nó không ra cái con tép gì cả. Cho nên mới phải thẳng qua bên Putin và xin gặp Putin. Rồi sau đó Putin mới lại nhắn với Hoa Kỳ. Kim Jong-un bây giờ đã sẵn sàng để mà vấn đề bàn thảo. Nhưng mà không biết Hoa Kỳ có chấp nhận hay không. Quý vị thấy chưa? Cái đó mới là đáng kể. Là vì Kim Jong-un chưa bao giờ băng giao với lại Putin một cách nặng nề như thế. Và nhất là khi mà ra về rồi, Putin nói thẳng một câu, Kim Jong-un nó muốn nói chuyện, ngồi lại bàn vấn đề nguyên tử. Vấn đề nguyên tử, bỏ nguyên tử là vấn đề chính. Mà nó chỉ cần muốn làm gì? Hoa Kỳ bảo đảm là sẽ không lật đổ, sẽ không tiêu diệt Cộng sản Bắc Hàn. Putin nói, Kim Jong-un nó really want to denuclearize, tức là sẽ giải giới nguyên tử, denuclearization. Nhưng nó muốn Hoa Kỳ phải bảo đảm, but he wanted American assure the security of North Korea. Nó muốn Hoa Kỳ phải bảo đảm cái vấn đề an ninh, không lật đổ Bắc Hàn. Có vậy thôi. Mà Tổng thống Donald Trump thì lại không có như thế. Chúng mày muốn gì thì phải làm đúng lời hứa với tao trước kia, là chúng mày phải giải giới nguyên tử. Bây giờ khi giải giới nguyên tử xong thì sẽ được hết phong tỏa kinh tế, và người dân của Bắc Hàn sẽ sung sướng được người dân Nam Hàn viện trợ và Hoa Kỳ. Thì cái câu chuyện này làm cho thế giới thấy rằng là Kim Jong-un luôn luôn đi theo Tập Cận Bình, đi theo Nga và đứng dưới trướng của Tổng thống Donald Trump. Vì Putin và Tập Cận Bình bây giờ vẫn còn đang bị ông Hoa Kỳ sanction, phong tỏa kinh tế. Ông Putin vẫn bị Tổng thống Donald Trump đưa lên những thêm những giải pháp mới để cấm buôn bán với các quốc gia Âu Châu và ngoại quốc, vì cái vụ Putin đã sát nhập Crimea vào trong lãnh thổ của nước Nga. Còn Tàu Cộng thì vẫn là dưới trướng, vì Tổng thống Donald Trump ông ấy vẫn ra lệnh áp đặt những cái chính sách thuế nặng nề cho ông Tập Cận Bình, mà Tập Cận Bình không dám lên tiếng. Vẫn phải cho phó thủ tướng cầm phái đoàn qua bên Hoa Thịnh Đốn để mà năn nỉ bớt. Donald Trump còn ra lệnh Canada nhốt giám đốc tài chính của Huawei, đúng không? Từ tháng 12 đến bây giờ, mùng 1 tháng 12 bị nhốt, riêng 2, 3, 4, gần nửa năm rồi, Tập Cận Bình đâu có dám ho hé. Cho nên quý vị, những người hiểu biết đều thấy rằng Cộng sản đối với Donald Trump là đồi bỏ, không đáng kể. Và ông ấy biết thằng Nga và thằng Tàu giúp thằng Venezuela, ông vẫn cho người đi để mà giải quyết Venezuela với điều kiện lật đổ thằng Maduro. Quý vị thấy chưa?
Donald Trump vẫn ở trong thế thượng phong trên bàn cờ của thế giới. Cũng như ở bây giờ, nếu nước Việt Nam hay là nước Bắc Hàn hay là nước Tàu Cộng, dân chúng nổi lên như là Venezuela, Tổng thống Donald Trump sẽ giúp đỡ. Nếu những cái dân tộc này bắt đầu cảm thấy hiểu biết là phải diệt xã hội chủ nghĩa như Tổng thống Donald Trump, thì sẽ giúp đỡ như là lật đổ Maduro của Venezuela. Rồi trong cái cuộc chiến tranh ở bên Iran, ông John Bolton nói rằng là America, USA not seeking a war with Iran. Nước Hoa Kỳ chúng tôi không cần phải đi tạo ra chiến tranh để mà đánh Iran. But we can respond any attack from any other people in the world. Nhưng chúng tôi sẵn sàng đáp trả lại những cuộc chiến đấu của bất cứ quốc gia nào và bất cứ từ đâu đến. Cho nên gửi một cái hạm đội về hàng không mẫu hạm để mà chiến đấu, lại còn gửi thêm những cái oanh tạc cơ tối tân như là B-52, như là F-35, 35 A và B. Đây là một cái sự kiện dồn dập làm cho Iran, làm cho Tàu, làm cho Nga càng ngày càng phải lép vế. Rồi chúng ta qua một bản tin khác, đó là bản tin hôm qua Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với lại Fox News, ngài đã tuyên bố là bắt đầu từ thứ sáu này vào lúc 12 giờ 1 phút sẽ áp đặt cái chính sách thuế 25% gia tăng từ 10%. Cho quý vị nhớ, 10% trên 200 tỷ hàng hóa của Tàu đã được Tổng thống Donald Trump áp đặt từ tháng 9 năm 2018. Rồi đến mùng 1 tháng 12, Tổng thống đã cho Tàu Cộng được nghỉ để thoải mái, để làm gì? Để cho vấn đề tham khảo, thương thảo về thương mại. Vì đúng luật, mùng 1 tháng 12, ngài sẽ tăng từ 10% lên đến 25%. Thế thì trong suốt 3 tháng nay thương thảo, Tổng thống thấy rằng cái tụi Tàu này nó ngoan cố và nó lì lợm. Ông ấy nói rõ ràng, we have no slow down negotiation. Chúng ta thấy những cái cuộc thảo luận này nó chỉ cù nhầy, rồi nó chậm tiến. Bởi vậy Tổng thống quyết định vào lúc 12 giờ 1 phút ngày thứ 6 tới đây áp đặt 25% thuế, tức là tăng thêm 15% thuế trên 200 tỷ đô la hàng hóa. Và sau đó nếu Tàu Cộng không sửa đổi, không chịu chấp nhận sai, thì Tổng thống sẽ áp đặt thêm 25% thuế vào 350 tỷ đô la hàng hóa nữa. Quý vị thấy chưa? Donald Trump là Donald Trump, từ từ lừng lững tiến tới. Mà có lắm người chọc kẹo bảo đấy là Kim Mao Sơn Vương ở trong phim Trưởng của Cô Gái Đồ Long, vì ông ta có cái bờm sư tử. Cho nên đấy cũng là một chuyện vui. Và chúng ta thấy cái chính sách của ông đi rất hay. Những gì ông nói là ông làm. Sớm muộn, mà nếu đối phương không hiểu biết, từ chết cho đến chết, như là Tập Cận Bình bây giờ. Và ông, trước đây mọi người đều nói rằng, Tổng thống Donald Trump nói rằng là một câu, khi mà sau khi giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada, Tổng thống nói rằng là nếu như vì quyền lợi quốc gia có thể ông can thiệp. Câu nói đó làm cho Đảng Dân Chủ mọi người bảo ông cha này yếu. Nói thì dữ vậy, bây giờ mới có bị bắt có mấy ngày, bây giờ đòi vấn đề thả. Quý vị thấy sai hoàn toàn chưa? Donald Trump không những không thả mà không bàn đến cái vấn đề Huawei, sẽ để cho Canada làm việc với Hoa Kỳ. Và sớm muộn, cái tên giám đốc tài chính cả chớn này, nó sẽ bị đưa đến Hoa Kỳ để lãnh án. Tội nó danh danh, nó lập những công ty giả để nó buôn bán đi vòng vòng với Iran. Nó mua đồ của Mỹ đem bán lại cho Iran với cái tên khác. Câu số 2, bản thân nó có đến 7 cái passport. Những cái tội đó là đủ thì chết rồi. Cho nên sau này chính bố của Y Thị là một tên trong chính trị đảng của quân đội của Tập Cận Bình, năn nỉ nói rằng chúng tôi làm ăn đâu có lớn lao gì, toàn những cái việc gia đình nhỏ bé thôi, xin Mỹ bỏ qua. Mỹ lờ. Rồi chúng ta bây giờ qua một câu chuyện khác.
Đó là câu chuyện Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh ân xá cho một sĩ quan quân lực của Hoa Kỳ mà đã từng bị Obama kết án 25 năm. Đó là câu chuyện của anh chàng Trung úy First Lieutenant Bohana. Ông ta trong một trận chiến ở bên Afghanistan đã bắn chết một tên Al-Qaeda ngay ở chiến trường. Giống như tướng Nguyễn Ngọc Lan bắn một tên Việt Cộng ngay ở Sài Gòn, sau khi tên Việt Cộng này đã giết chết gia đình của một sĩ quan cảnh sát khác. Tướng Loan giết là đúng thôi, nhưng mà quý vị biết ba cái thằng cà chớn, nó cho tiền lính út, nó cho tiền của mấy tụi báo chí Mỹ làm rùm beng trên thế giới. Chính những cái tên phản chiến này sau này đã phải hối hận, nhưng mà đã muộn rồi. Đó là trận chiến mà. Thế thì cái tên này cũng vậy. Ông Trung úy Bohena, ông ta đã bắn chết một tên khủng bố Al-Qaeda bắt được ở chiến trường và ông ta giết luôn. Cái sự kiện này làm cho Obama đau lòng. Và vì đó là Hồi giáo, mà Obama là người Hồi giáo và bênh vực tụi Hồi giáo. Cho nên đem tên này về ra tòa quân sự xử 25 năm tù. Thế thì câu chuyện này đã bị quân đội phản ứng. Bởi vì trong cái lúc chiến tranh, người tư lệnh chiến trường có quyền quyết định vì vấn đề an toàn sinh mạng của quân đội. Thì đúng theo luật quân đội thì ông này làm việc không có sai. Nhưng mà thằng Obama là cái thằng Hồi giáo, nó bảo rằng nó sai vì tại thằng giết thằng Hồi giáo. Chứ nếu mà anh chàng lính này giết người Mỹ thì Obama không những không giết mà lại còn đem về cho huy chương nữa. Và kết quả bị bắt đem về và nhốt, xong rồi đem ra tòa xử 25 năm tù. Mặc dù có đến 36 ông Admiral, tức là đô đốc của quân đội, 17 ông General, 17 ông tướng viết thơ để mà xin Tổng thống ân xá, Obama lờ, không đáp ứng gì hết. Đến bây giờ, Tổng thống Donald Trump mới xét lại những cái hồ sơ thời Obama xử những người quân đội một cách bất công. Và sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã ký nghị định ân xá đặc biệt cho Trung úy Bohena. Ông là người của tiểu bang Oklahoma. Gia đình ông có một nông trại ở tiểu bang Oklahoma. Và Tổng thống tuyên bố rằng đây là một sự bất công và sai lầm, vì trong thời chiến ở chiến trường, tư lệnh chiến trường có quyền quyết định mọi vấn đề để bảo vệ an toàn sinh mạng cho quân đội. Cũng như là câu chuyện quý vị nhớ, Obama nó đổi 5 thằng Al-Qaeda khủng bố vụ 9/11 lấy một thằng đào binh. Và sau khi họ nghiên cứu tình hình, họ mới biết rằng là chính Obama ra lệnh cho các cái đơn vị trưởng ở chiến trường Afghanistan không được tiết lộ về câu chuyện này. Là câu chuyện thằng Bodo, nó ôm súng đi theo giặc mà vẫn phải gọi nó là anh hùng. Đến lúc những người lính người ta cùng đơn vị bị thương trong cái lúc đi tìm ở Bodo, có người bị chết, họ đưa lên báo chí và Obama mới ngưng. Là vì lúc bây giờ Obama đã lỡ đem cha mẹ của tên Bodo vào tòa Bạch Cung ôm hôn và ca tụng cha mẹ của những anh hùng Mỹ, và đang sửa soạn đón cái tên Bodo này về với một cuộc vòng hoa chiến thắng ca tụng anh hùng quân đội. Nhưng sau bị lộ mặt đây là một tên đảo binh, Obama vỡ mặt và không lên tiếng sửa đổi. Đấy, cái sự kiện như thế thì quý vị thử hỏi làm sao mà có thể Obama là một vị tổng thống tốt được đối với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.